Kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Ngày cuối cùng của tháng 2, khối không khí lạnh suy yếu gió trên các khu vực biển nước ta có xu hướng giảm cấp dần. Ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc giảm, còn ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 chỉ còn duy trì ở khu vực phía Tây của vùng biển Nam Biển Đông, cũng như là phía Tây của khu vực vùng biển huyện đảo Trường Sa. Tuy nhiên, từ đêm mai trở đi sang đến ngày 2 tháng 3 thì sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường trên nền gió Đông Bắc cũ vẫn đang còn mạnh, khiến cho cường độ gió trên toàn Biển Đông từ Bắc, giữa đến Nam Biển Đông đều mạnh lên nhanh. Sang đến ngày 2 tháng 3 thì tất cả các khu vực biển này đều tăng lại mức gió cấp 6, giật cấp 7 và tình trạng gió mạnh như vậy sẽ còn duy trì thêm vài ba ngày nữa. Nhiều khả năng phải sau ngày 5 tháng 3 thì gió Đông Bắc trên các khu vực biển mới thực sự giảm rõ, tình trạng biển động mới giảm dần. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, khối không khí lạnh hiện tại đang yếu, khối khí lạnh mới phải đêm mai mới tác động. Vì thế mà khoảng thời gian từ nay đến chiều mai tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn trong điều kiện thời tiết tốt. Gió hướng Đông Bắc yếu cấp 3, cấp 4, sóng thấp, không có mưa, biển lặng. Từ tối và đêm mai trở đi khi có thêm tác động của không khí lạnh thì gió Đông Bắc ở đây sẽ tăng thêm. Đối với các tỉnh miền Trung, cường độ gió có sự phân hóa khá rõ. Ở khu vực phía Bắc, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, đang trong vùng gió có cường độ trung bình ở mức là cấp 4, cấp 5. Còn ở phía Nam, vùng từ Bình Định đến Bình Thuận lại ở khu vực có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.